Chào ngoại. Hello ngoại. Ê, mẹ. Chào con. Ngoại. Chào con. Mẹ. Thuốc má quên. Trời ơi, đừng quên đem thuốc cho má luôn. Rồi, có xong có em đem cho má mà ha. Em đem rồi hả? Đem rồi. Chào các hết đau răng chứ ngoại. Cái gì ngoại đâu có đau răng. À đúng rồi. Ủa? Má má ngày hôm qua má đi nhổ răng đúng không? Ê, còn đau không? Còn đau không má? Má uống thuốc Tylenol hết đau rồi. Vậy hả? Rồi má tối qua má ngủ được không? 12 giờ dậy uống thêm thuốc. Uống thì phải ăn cái chuối mới uống. Trời đất ơi, chứ cứ đau quá đâu ngủ được. Rồi sao má? Đi uống thuốc cho ngủ. Rồi người hết đau chưa? Hết rồi hả? Hết rồi. Trời ơi, tự nhiên sáng má má qua gặp con xong rồi má đi vòng lại má đi vô cái đường đó con thấy má vô mà không thấy má ra con chết mẹ cái gì má thấy không đâu ông ta đi xuống coi thấy cái, có cái cửa thông qua má đi cái đường đó thấy cái cửa đó à, tự nhiên cái con, đường đó cho nó mau à, con vô thấy má vô mà hồi lâu thấy má ra không chợ cái gì con. Ủa má... sáng má đi bộ một mình luôn hả? Mình ừ, sao đi. Kỳ vậy bà lan ba ngày má má con két nó khóc kìa má, sáng nó khóc kìa má. Sao vậy con? Trời. Ba của bạn nó mất mà nó khóc má. Vậy hả? Nó nói giống ông ngoại. Nhỏ hơn mà. Nó nói là cái bác đó giống ông ngoại. Bệnh gì vậy con? Ung thư đại tràng. Này à. Bà ruột á. Bà ruột sao không cắt được ta? Ung thư đại tràng mới cắt cái ruột thôi chứ. Sáng nay 6 giờ 9 giờ 9 giờ 9 giờ sáng hả? Cái gì? Giờ này mới ờ đúng rồi 10 à, là mới đây luôn. Mà bệnh lâu chưa? Thấy cũng lâu. Lâu hả? Thì ung thư mà ung thư là giống như cái án tử gì đó. Ung thư trực tràng là lại tràng nữa, đâu có ăn uống gì được, đâu có bài tiết gì được đâu. Buồn ha. Tới ngày phải đi. Ờ đúng rồi quên. Thông báo với các bạn một cái tin nữa. Don Lê á, bạn nhớ không? Don Lê mà cái video mà Tám post về Đức Tiến mà tới nhà Tám chúc mừng sinh nhật Tám á là lúc đó có Don Lê nó tới cái nó vô video nó chúc sinh nhật Tám á. Bị không biết sao mà bị vô bệnh viện rồi cái cổ sưng vậy nè. Mà hôn mê luôn, không biết gì trơn á. Thấy bạn của thằng Don live stream ở trên Facebook của nó đó. Xong rồi hôm nay, ngày hôm qua mổ hả anh? À, mổ rồi, nói hôm nay tỉnh mà chưa tỉnh. Ờ. Nhưng mà có thở, có chút nhích, chút đỉnh. Ừ, mà mới mổ hôm qua rồi mà nói là hôm nay tỉnh hả? À. Mà chưa thấy tỉnh, bây giờ xin mọi người cầu nguyện cho Don Lê nha. Cầu nguyện cho Don Lê được mau chóng bình phục. Nó hẹn gì hồi Tết này mà qua gặp mình nó đâu lên đâu. Ờ. Đúng rồi, đợt mình đi Tết đó. Nó hẹn mình ở Oso ở Arizona. Ý, ở đâu ta? Ở Arizona, không phải. Đúng rồi, Arizona. Ờ, đúng rồi. Nó hẹn là tới tới gặp thăm anh chị lâu quá không gặp. Xong cuối cùng tự nhiên hát diễn không thấy nó đâu á. Nó hổ sao không thấy nó không biết. Thì mà không thấy nó mà nó cũng gọi không gì cho mình luôn á. Cái nghĩ chắc nó bận rồi xong cái thôi. Này nó nói là nó không có hát trong chương trình đó nữa. Nó nói là em có hát có gì em ghé em thăm anh chị. Mà tự nhiên cái coi là chim thấy nó bị hết hồn mất vía luôn trời ơi. Mà nó còn nhỏ mà. Chịu được. Cái gì? Nó bị tiểu đường nặng á. Vậy hả? Sao kiện kiện tự nhiên bể bị biến chứng của cái gì không biết là không hiểu chưa thấy nói. Đầu tiên ông cũng giỏi quá hả? Ông cũng bị tiểu đường nặng á. Này. Tiên á. Tiên nào?
tiên dữ lắm. Ừ. Trời ơi, đường của ảnh hả? 90 mấy, 90 mấy % không à. Chuyên dữ lắm á. Ăn mỡ lần cả tô, cả tô rồi. Dám ăn mà. Tết phải ăn thịt kho tàu rồi phải có ăn miếng mỡ chứ sao né được. Xạo anh Tuyên còn không kiên, còn anh còn không kiên bằng anh Tuyên nữa. Anh Tuyên hả, ngày nào cũng đo đường ha, xong chụp hình gửi cho con. Con anh Tuyên bắt vậy đó má. Ừ. Con anh Tuyên là bắt là anh Tuyên phải mỗi ngày đo đường, chụp hình gửi cho anh, cho con anh Tuyên. Cho nên anh Tuyên đâu có dám ăn lỡ lên đường chụp hình cho con. Con nó la làm sao? Sợ con. Bữa nào má nói ông Quang đi, mỗi ngày đo đường chụp hình gửi cho má đi má. Ông Quang cũng sợ má lắm á. Con dạ, ổng không sợ đâu má ơi. Gửi cho má. Gửi cho anh khác đây cho má. Gửi cho má. Cái tự má hỏi, ủa mày gửi gì vậy? Vì tao không hiểu gì đâu, có tiền gì đâu, trăm mấy gì đâu. Tám chục gì đủ, sao gửi ngày nào không tiền đâu, gửi nhiều vậy. Qua hôm kia má nằm mơ nói, tự nhiên trong túi không có tiền nữa nghe. Má mượn Phúc, má cho má mượn 100 đi. Trời ơi. Không cho. Không nghe nói. Ủa vậy thì chắc không cho rồi. Nói gì bây giờ mình tệ quá vậy, không có tiền đâu. Trời ơi. Rồi mình lâu lâu lắm má mới nằm mơ chứ bộ. Đó giờ má có nằm mơ ông đâu. Kia, ông kia nha. Ông ấy có hai đứa con gái đi lấy chồng mà không có thăm ông ấy, rồi bữa đó ông tới thăm. Ông nói thôi bà đi trước, thì tôi bà về tôi đi. Bà nói mà đi về tới con gái bà 2-3 tháng mà về. Mà sao ông đi mà bà mới đi có 1-2 ngày mà về. Cái ông thấy bà buồn bà cũng đi, ông mới đi. Ông đi xong qua ông thấy à, con gái ông nói ba ăn chưa ba? Nói tao ăn hồi sáng kìa. Thì trưa cũng không ăn, rồi tối không lo đồ ăn cho anh ta ăn. Cứ đi làm biết ăn ngoài ruộng á. Ở đâu má? Nè, chứ đâu ngoài ruộng, chắc Việt Nam, ở đâu. Cái ông mới buồn quá, ông nói vậy nè. Nó nấu nguyên nồi xôi với bếp mà nó nói để cho chồng nó về mới ăn. Chồng nó đi làm về trễ lắm. Trong lúc ông già từ sáng tối chưa có ăn gì, đói quá. Ông bực mình, ông về. Ông về lại nhà, ông về tới nhà là ông xỉu luôn á. Đói quá hả? Đói quá, ông xỉu. Tội à. Cái ông tức mấy đứa con, 2 đứa rồi. Cái ông cầm cái gậy, ông mặc đồ rách, ông ra đường, ông nói. Ông xin. Ai có mua cha không? Mua cha. Ông bán ông luôn. Mấy cái thằng mà khỏe mạnh mà đi làm ruộng, ông để mình nuôi ông cho mệt, xong rồi bữa nào ông chết làm trốn tiền làm trốn. Rồi sao nữa? Xong rồi ông cùng bằng đi bán cha để ai có mua cha không? Có cái gia đình nó nghèo lắm, 2 vợ chồng mà có 2 đứa con. Cái gia đình nó mới nuôi ông, kéo ông vô nuôi ông. Ông nói năm quan tiền. Mà nó nói con đi mượn quá trời, mới có 2 quan à. 2 ngày sau con để con trả đủ cho cha. Để cha ở với con. Con không có cha có mẹ gì hết. Nuôi ổng. Thì ngày hôm sau con vợ nó bán cái tóc dài của nó rồi được 3 quan. Nó đủ 5 quan rồi đưa ổng. Ông ở với nó thời gian. Rồi ông mới nằm đó. Ông nằm đó cái nó tưởng ông bệnh, cái nó đi mời thầy thuốc về mua thuốc cho ông uống. Cái ông thầy thuốc mới nói hôm nọ là thiếu tôi nhiều quá chưa trả, bây giờ mua nửa tiền đâu mà tôi đi mua thuốc. Vậy thôi. Ông thấy tội quá. Em trả 5 quan tiền
không không trả luôn. Thì con vợ định đòi đó mà nó chưa có đòi thì con thằng chồng nó đừng đòi ba, tòi ba. Hai vợ chồng nó có hiếu ghê á. Như vậy nên ông nói thôi bây giờ thằng chồng đòi đi làm bán thân á để về lấy tiền về mà nuôi ông với là nuôi vợ nuôi con. Thì ông nghe vậy cái ông nói thôi bây giờ đi làm với ba. Ông dắt nó đi làm, nói ba đi làm ở đâu, nó cứ đi theo tao rồi biết. Rồi rắc lúc lát đi lẻ ra rồi kể tiếp nha má. Nhớ đoạn đó vừa bấm vừa. Xin cảm ơn. Một cây hồng. Hoàng, nay lại đây không đem dù nữa. Đẩy con. Đẩy con rõ ràng. Đó. Lấy đức mẹ đẩy con. Mẹ với ngoại đi tút bỏ luôn. Xong. Má. Má kể chuyện tiếp cái nãy đi. Bán cha. Khoan nè. Hả? Để kể em nghe nãy anh ra anh đi ra đó. À. Anh gặp bé mẹ ở Bình Phương. Bé mẹ ở Bình Phương hả? Bữa nay có đi lễ hả? Có đi lễ. Nãy có nghe xin lễ mà. Nãy em cũng có xin lễ chức tiến rồi, nghe nói là Bình Phương và Madison xin lễ cho linh hồn Du Xe Đức Tiến. Có nghe là em biết, em nghe xin lễ là em biết là Bình Phương có đi lễ rồi. Nãy anh kêu bé mèo kêu chào ông, ông như vậy. Lên ông. Trời ơi. Tự nhiên giờ có hai mẹ con đi lễ à. Có Đức Tiến chắc nhớ, chắc buồn dữ lắm nè. Tội quá ha. Không biết con bé mèo nó có biết hỏi không? Ba nó sao không đi. Nó hỏi thì chắc có hỏi chứ, nhưng mà nó không biết là ba đi đâu. Không biết chết là gì. Rồi bây giờ má kể tiếp câu chuyện đi má. Chuyện bán cha. Dạ. Nó cái khúc mà có ông không có tiền trả đó. Ông chồng đi làm, ông cha kêu ông chồng đi làm. Ông chồng đi làm, ông cha còn mấy đứa nhỏ. Đi làm cái nói bây giờ đi bán thân để có tiền mà nuôi cha với gì, nuôi bán thân mấy đứa con. Ủa bán thân là hai sao vợ chồng đi toàn ăn khoai mì không à, để gạo nấu cháo cho ông ba ăn. Mấy đứa con nói con ưng ăn cơm, nói không có gạo. Gạo để nấu cháo cho ông. Con tụi con chịu khó ăn cháo, ăn khoai đi. Bữa nào ba đi làm rồi đem đi mua gạo. Rồi sao nữa má? Thì ông nằm đó mà ông già đo chứ không phải là thiệt. Thì ông thấy tội quá, ông nói thôi bây giờ mấy đứa đây đi với cha đi. Đúng rồi, đi rủ đi làm. Đi làm. Nói làm gì cha? Nói kề cứ đi với cha rồi biết. Đi về nhà ông giàu lắm. Trời ơi. Cái ông nuôi hết cả bầy luôn. Nghĩ hả? Hai vợ chồng hai đứa con luôn.
Cái nói bà vợ nói khi nào mà tôi chết đó, đừng có kêu mấy đứa gái về. Là tôi đòi mò tôi đứng dậy á. Nhưng mà đâu có nghe lời đâu mà bà cho đi mấy đứa con về thắp nhang cho ổng. Rồi sao nữa? Cái nó ông mới nuôi hết cả gia đình á. À. Ở trong nhà nó luôn, còn cái nhà tranh này bỏ, nó bỏ đi. Đừng ở đó nữa. À. Nhà ông mới đẹp quá mà nhà ngói nhà sang. Ừ. Vậy là cuối cùng là cái ông mà gia đình mà cái ông mà cu mang mua ông cha đó là được hưởng. Ừ. Thì hôm qua hôm kia gì có nghe một ông cha hay là ông thầy gì đó nói là nếu mà một người mà tối ngày đọc kinh, mà đọc kinh sáng, đọc kinh chiều, đọc kinh tối, và một người không có đọc kinh, nhưng mà người không đọc kinh đó có hiếu với cha mẹ, sống tốt rồi thì là sẽ chọn cái người mà sống có hiếu mà không đọc kinh. Đó, nghe cha nói vậy đó. Nói chứ đọc kinh tối ngày, đọc kinh sáng, đọc kinh tối mà sống dữ rồi sống không không có hiếu cha mẹ cũng như không. Đó. Ai cũng nói vậy. Chắc chắn chọn cái người mà sống tốt không đọc kinh rồi. Hôm nay đi lễ cha nói gì? Anh. Cái gì bộ gì dao găm? Đi đọc kinh mà một bồ dao găm trong bụng. Vậy bồ dao găm luôn ghê vậy. Bây giờ đi ăn cái gì két? Phở hoa xoan bên hẻm cũ. Lâu lắm không ăn hả? Má lâu lắm không ăn hả má? Ừ. Khi nào con đi mới đi, có bao giờ đi đâu. À đúng rồi, mấy tuần nay mình đâu có ăn, mình đâu có đi ăn. Ừ. Đúng rồi. Hồi sáng nay cân có 105 mà má. Xuống ký đã. Tại vì nhờ con bị đau răng, con không có ăn được nhiều á. Con ăn chút. Hôm bữa con đi ăn phở hoa xoan con nước với lại bánh thôi. Ăn đồ mềm mềm nha má, đừng ăn đồ cứng nữa. Hồi xưa nhớ con má ăn sụn không, nhớ không? Má nhớ không? Dạ mà ăn lắm. Giờ đâu có em ăn. Con còn ăn cục. Con còn dày đừng có ăn đồ cứng, con cứng hư răng á. Má con có cái người kia kìa, con biết cái người kia kìa, không có hàm, hai cái hàm không có miếng răng nào luôn á má. Mà ăn ngon lành luôn á, ăn bằng cái núa. Mà ăn ngon lành lắm, ăn cái gì cũng ăn được hết á. Tại vì người ta quen rồi sao á. Núa sắt cái gì? Cái núa thường của mình nè. Mà răng hai hàm không có răng. Sao mà không má? Có chịu không có chịu đeo răng giả. Nhưng mà không ăn bắp được không? Núa thường nhưng bắp. Sao cạp? Thì khỏi ăn bắp. Ăn cơm ăn gì đó, nói chung ăn giống như bình thường như mình, nhưng chắc bắp chắc không ăn được quá. Cái gì mà cạp giờ ăn được? Thì khỏi cạp. Trời ơi, nhờ ăn không có được nhiều á, cho nên ăn chút. Con ăn phở hoa xoan là con ăn cái bánh với nước thôi à. Con không ăn thịt luôn. Không ăn thịt luôn. Bữa đi với bánh ly á, ăn nước với bánh rồi cũng ngon như thường. Đâu cần ăn thịt đâu. Với ăn tiết cục gà. Anh, bữa nay đi lễ nghe cha giảng gì? Tội mà biết thân không? Biết xin lỗi thì mới được. Mới được Chúa. Chúa mà cứu độ, thương xót. Dù có rớt xuống vực thẳm cỡ nào, nhưng mà biết hối lỗi là Chúa sẽ cứu. Nghe không? Má thấy ông Quang hay không má? Đó, đi lễ vẫn nghe lời cha giảng này kia. Không có đổ thừa. Hả? Không có đổ thừa. Không đổ thừa là sao? Giống như Adam với Eva đó. Ăn cái cấm mà cuối cùng là bà Eva đổ thừa con rắn. Còn ông Adam đổ thừa ai? Ông Adam không đổ thừa, ông im lặng thôi. Nhưng mà bà Eva bà đổ thừa con rắn. Đổ thừa con rắn hả?
Ông Adam ông nọ bà bà đó. Đâu Adam đổ thừa bà Eva. Ừ. Còn bà Eva thì đổ thừa con rắn. Đủ lại không ai chịu nhận lỗi. Ừ. Nên là và Chúa nói là làm lỗi là phải nhận và phải biết thống hối và biết trở về là Chúa sẽ tha thứ hết. Chúa. Chứ làm lỗi mà không nhận làm sao mà Chúa tha thứ được? Công nhận người đi lễ đông ghê luôn á. Ừ. Nhất là lễ 11 giờ rồi cái lễ chiều thứ bảy, mình bình thường mình đâu có đi chiều thứ bảy 4 giờ. Cũng đông á, thứ bảy cũng đông đó. Có kỳ mình bận mình đi chiều thứ bảy cũng đông ý như là lễ này luôn á. Bà hồi nãy vui lắm, hồi nãy cái đâu rồi? Cái thùng nước mẹ đấy, của em đâu? Đó, cái thùng này nè. Cái bóp của Tám nè, phải không? Ví dụ cái bóp của Tám thường thường có một cái bóp thì Tám ôm trong người, ghế thì để dành cho người ta ngồi. Thì bây giờ có cái thùng này nữa mà Đức Mẹ đâu có thể nào để dưới đất được. Ví dụ dù này kia mình còn để dưới đất được đi. Còn cái này Đức Mẹ mình đâu có để dưới đất được, cái mình để mình lấy một cái ghế mình để kế bên, mình để cái thùng Đức Mẹ lên trên đó, rồi mình lấy cái bóp mình để sẵn mình để lên luôn. Thì có một cái chị đó, chị tới cái chị hỏi cái ghế này có ai ngồi không mà mình để hai món đồ lên trên đó. Xong cái em mới nói dạ cái này em để Đức Mẹ không có để xuống đất được chị. Cái chị nói ok thôi để chị ôm cho. Cái xong cái nó ok. Cái xong cái mình mới để cái thùng nó lên trên cái bóp của mình, rồi chị ngồi một nửa cái ghế thôi. Cái mình tự nhiên mình thấy kỳ kỳ, thấy lúc mà chỉ ngồi cái mình nhìn qua mình thấy nó hơi kỳ kỳ. Cái lúc mà đứng lên đọc kinh á, đúng là mình chờ đứng lên đọc kinh á, thì bắt đầu mình mới lấy nguyên một cái hai cái đồ đó để qua cái ghế mình, thì mình ngồi nửa giống như chỉ ngồi, thay vì mình chỉ ngồi thì mình phải ngồi nửa tại đồ của mình mà, cái để nguyên cái ghế cho chị ngồi. Cái chị dịnh con á, chị nói trời ơi mình thấy feel bad quá, thôi cứ để đi mình ngồi nửa ghế. Cái nó không sao chị, chị cứ ngồi đi, đồ này của em mà em phải để ghế em. Cái xong tự nhiên cái chị nhìn con mắt chị nói căm thơ phun, giờ mới nhìn ra. Cái xong nói dạ trời, lúc đầu chị mới nhìn ra con. Xong rồi cái nói qua nói lại cái hồi lát cái chị nói căm thơ phun. Cũng may không đi lộn. Hay lộn cha má ho kìa. Bữa kia đám tang Đức Thiện ở cái chỗ đó làm lại thì đẹp quá em. Ồ đẹp. Cái hồi là lúc mà ba không có đẹp bằng. Đúng rồi. Ba không có đẹp. Thì lúc đó có mấy sơ chưa mà mới về à, lúc đó thời ba là như sơ cũng mới về. Giờ làm lại đẹp. Nhìn như một cái nhà thờ luôn á. Nhà nguyện mà giống như một nhà thờ luôn. Được, em thở dư sức chứ. Mà đất rộng quá trời rộng. Thân danh sĩ lắm á. Mấy sơ đó thân danh sĩ đó. Nè, cập nhật. Cô Hoa hồi nãy gặp ở nhà thờ. Cô Hoa gửi cho bà Tám cái bao thư để coi bao nhiêu tiền. 200. Cô Hoa có viết cái thư nữa nè. Rất cảm ơn Cam Thơ đã gửi quà cho anh chị tặng sinh nhật Đức Cha Yuse Đặng Đức Ngân. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn ban muôn vàng hồng ân xuống cho gia đình Cam Thơ và Lê Quang. Muôn vàng cảm ơn chỗ cô Hoa lịch sự ghê luôn á. Cô Hoa mà hay đi lễ ra gặp má đó má. Cô mà làm móng tay ở tiệm chinh hay gặp má đó má. Cô Hoa 200 để Tấm ghi vô. Cảm ơn cô Hoa rất là nhiều. Sẵn cập nhật tiền từ thiện tiếp theo luôn nè. Hồi bữa là tới băng kinh 1000 ni Nguyễn 100 rồi nha. Giờ tiếp theo là Michelle Trịnh 100, chị Hạnh ở Cali 200, chị Chi ở Oxy 200, Kim Bùi 100 và 50 cho thai nhi, Minh Đi Ngô 200, KHD, một chị KHD họ không nói tên ra, 100,
Rồi chị, một chị khách hàng của A Muối gửi thêm 300. Rồi chị Hải Lê 50 và Thai Nhi 50. Rồi Nhi Phi là con của chị Hải Lê cũng gửi 50 và Thai Nhi 50. Chị Michelle Hoàng 100, cô Tuyết Hoa 200. Đó, đó là cập nhật thêm tiền từ thiện hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều. Mà gì mà từ cái tháng này có. Trời ơi, 3 tuần rồi má, mà không có đủ thời gian nữa đó. Đi không có đủ làm gì luôn. Chỉ là đi từ thiện thôi đó má. Rồi kết hợp và đi chơi chút rồi đi từ thiện là chính á. Mà còn không đủ thời gian nữa. Đám cưới ra ngoài Đà Nẵng đám cưới một tí anh nữa má. Đám cưới thì ngày chứ nhiêu. Ở đó 4-5 ngày. Đi ra thăm mộ ông ngoại nữa đó má. Dạ. Có thì giờ. Có, tại vì Đà Nẵng thì cũng đi đó, nó cũng gần đó má. Mấy tiếng à, thì con ra sẵn con làm từ thiện ngoài đó luôn á, rồi gặp cha Trần An, thăm cha Trần An luôn. Trần An vừa rồi tới rồi má. Dạ nhưng mà cha mới bệnh viện ra đó má. Dạ với lại có mấy người người ta gửi tiền cho cha đó, cho nên con ghé con sẵn thăm cha rồi con đưa tiền cho cha luôn. Chuyển tiền cho cha luôn. Nói chung mình chuyển bằng tài khoản cũng được, chuyển bằng điện thoại, chuyển qua cho cha cũng được. Nhưng mà có một cái mình phải tới thăm cha, tại cha mới bị bệnh về mà. Với lại một công hai ba chuyện, mình đi ra mình thăm mộ ngoại luôn. Rồi xong mình làm từ thiện ngoài đó. Ngoài đó cũng nhiều người nghèo lắm má ơi. Quảng Trị. Rồi kỳ này con đi ra Quảng Ngãi nữa đó má. Thăm cha Dũng. Ai cũng hỏi là má có đi không. Má trời ơi, má đâu có đi, má đâu có chịu đi đâu. Không, má nói chung má đi, má cũng khỏe đó, nhưng mà má không có chịu đi, má sợ có gì phiền con cái, má nói vậy mà. Chứ trời ơi, với lại phần ba đâu còn ở Việt Nam đâu, má về. Mà lúc trước ba còn ở Việt Nam rồi má về má thăm ba. Còn bây giờ má về cũng má cũng đâu có biết thăm ai đâu thì có thể là má đi thăm bà con gia đình gì đó mà còn ai nữa đâu. Bạn bè má còn ai bên đó không? Đó rồi. Đâu có ai đâu. Má đâu có ai. Chỉ có một Phi thôi à. Phi. Với mồ mả thôi à. Nhưng mà má đâu đi nổi đâu, má lớn quá rồi, má lớn tuổi quá, má đi không nổi đâu. Về Sài Gòn thì được mà, mình về Đà Nẵng ở Quảng Trị kia hơi xa. Kỳ này con cũng ghé bà ngoại nhà thờ bàn cờn thăm ngoại nữa ha. Ngày mai là livestream chương trình kỷ niệm 5 năm YouTube rồi nha các bạn. Chương trình là bắt đầu vào 7 giờ tối giờ Cali. Ngày mai thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2024 có chị bé Heo nè. Chiều nay chị bé Heo ghé để bàn lại cái lời này kia, để coi rút lại cái lời bài hát làm sao. Chị bé Heo sẽ hát bài nhạc Pháp, một bài Après Toi. Cuộc tình tan, cuộc tình vắng bóng anh. Chị bé Heo sẽ hát tiếng Pháp, Tám sẽ hát tiếng Việt. Bật mí một bài đó thôi nha. Rồi có chị bé Heo nè, chắc có chị Cam Thao nè, có Lệ Thi nữa nha, mới tăng cường Lệ Thi. Rồi có Tường Nguyên, rồi có Trizy sẽ lên chúc mừng ngày 5 năm của bà Tám YouTube. Hỏi chú Tường Nguyên có cần lời không? Có có cần lời. Bé Kết là người để lời cho chương trình. Rồi ai nữa mẹ quên rồi. Chị Khanh làm MC nè. Ở cái poster Tám đưa lên cho các bạn xem đó, đưa poster gửi cho bà Chi Di, bà nói ủa trời ơi cũng có poster nữa hả. Nó trời lần nào làm có poster nè. Em xanh MC Kim Khanh, Chi Di nè.
rồi bà Tám Lê Quang đánh đàn bass nè, kỳ này full band luôn, kỳ này full band là anh Nghĩa Sửa đánh đàn piano nè, anh Tuấn Chô là đánh guitar nè, Phụng là đánh trống nè, anh Lê Quang là đánh bass nè, rồi bà Tám là đánh thổi kèn nè. má nghe tới đó má. Ủa má chưa có nghe con thổi kèn hả? Chưa hả? Nó giỡn thôi chứ Tám có cây kèn harmonica. Trời ơi, bữa coi cái đêm tưởng niệm anh U Minh Kiệt á anh, thấy ảnh ngồi ảnh vừa đánh trống vừa thổi cái kèn harmonica đó anh. Cái gì đó anh có coi mà. Trời ơi anh hay quá, anh biết thổi cái đó luôn. Trời nhớ tội nghiệp quá. Xong rồi ngày hồi hôm qua tự nhiên A Muối gọi. A Muối nói là A Muối sẽ ghé chơi. Nhưng mà A Muối nói trời A Muối mới té trong chợ á. A Muối đi chợ xong A Muối trơn người ta để ướt á. Cái A Muối té mà may ghê không có sao. A Muối chỉ đau ê ẩm thôi à. Nhưng mà không có sao, trời ơi hên ghê sợ luôn. Trời ơi A Muối hên quá. Té mà không bị gãy tay gãy chân là quá may rồi đó. Bà đỡ đó. Cái tuổi này mà té là rất là nguy hiểm. Cái Muối nó trời ơi mà bữa giờ đâu có gặp Muối đâu. Rồi từ lúc đám tang luôn bù tới giờ luôn không gặp Muối luôn. Rồi Muối nói là bữa đó em làm thì ta Muối lên chơi với em, cái Tám mới nhớ sực ra. Tôi nói trời ơi tại sao không kêu Muối hát ta, quên mất tiêu luôn, thiệt thử không nhớ luôn. Bà Lệ Thi là mới tăng cường đây à. Chỗ đâu kệ, cho vui mà, cho vui tham gia, mỗi người tham gia một chút cho vui. Cho A Muối làm khách nó A Muối hát bài Ánh Trăng nói hộ lòng tôi rồi. Két yêu cầu két đó giờ đâu yêu cầu đâu giờ. Yêu cầu một bài rồi ok rồi Ánh Trăng nói hộ lòng tôi. Rồi thôi để cho, tại vì tham gia cho vui mà bài hát mọi người yêu cầu nhiều quá cho nên là Tám đâu có thể Tám hát được. Nếu mà một mình Tám thì một mình Tám hát mười mấy bài thì dễ dàng rồi, nhưng mà bây giờ có nhiều ca sĩ quá phải chia ra và phải bỏ bớt bài của Tám. Thì chương trình có thể là sẽ hơi dài, thì mong là mọi người khán giả này kia nhớ coi xem ủng hộ nha. Những cái bài hát mà chọn lọc rất là hay, mà nhiều người yêu cầu bài Khi quá, mà bài Khi Tám hát hoài mà vẫn yêu cầu hoài luôn. Bài Khi á nhiều người yêu cầu lắm, cái chị này chỉ nhắn tin chỉ yêu cầu, chỉ nói lý do tại sao chỉ yêu cầu bài Khi luôn á. Chị nói là chị nhớ là coi như kỷ niệm cái bài đó rất là thấm trong cái trái tim của chị lúc mà cái thời đó chị yêu một cái anh chàng đó này kia đó. Chị viết hay lắm, có gì để bữa đó chị Khanh sẽ đọc. Thì nếu mà bài Khi thì em sẽ hát một lần bài thôi, chứ dài quá, chương trình dài quá cho nên mình sẽ bớt lại. Những bài nhạc Pháp thì không có dài, những bài Pháp rất là ngắn của chị Bé Heo này kia cũng không dài, thì mình sẽ tùy cơ ứng biến ha các bạn nha. Nhớ đón xem nha. Kỷ niệm 5 năm kênh YouTube bà Tám thì không có gì tặng. Chỉ thêm 5 năm ngày cưới. Ngày cưới gì của em. Quay đi quay lại 5 năm rồi. 5 năm mà bữa mắc cười lắm. 5 năm của ta tin tưởng sáu 7 năm. Mẹ ngồi á, mẹ nói trời ơi kỷ niệm 10 năm kênh YouTube, mà mẹ nói xong mẹ không biết là mẹ nói 10 năm luôn á các. Mà không hề, lúc mà mẹ edit mẹ mới hết hồn, mà nói chị Đức ơi mình nói 10 năm ngon lành vậy đó mà mình không có biết là mình lộn, mình nói lại luôn. Xong lúc edit mới nói trời Đức ơi gì điềm á. Hả điềm gì? Điềm nghĩa là mẹ sẽ làm tới 10 năm đó. Đúng rồi. Chắc làm tới 10 năm. Mẹ bà Tám ở tương lai nhắc là làm tới 10 năm lận đó nha. Là 10 năm kỷ niệm tiếp. Cũng mong là làm tới 10 năm. Ngày 11 là mình đi ra mắt phim. Ngày mai em đón chị Hương á anh. Chị Hương đi ở Việt Nam qua chơi á, ngày mai mình đón ở sân bay. Cũng xong dắt chị Hương đi hả?
đâu, chị Hương ở bên San Jose. Chị qua bên San Jose á. Ủa qua nào? Chị qua cách đây mấy ngày. Ủa bữa nó mới ghé nhà mình đấy mà. Hồi nào? Chị Hương lên. Trời ơi, chị Hương ở Việt Nam chứ không phải chị Hương. Tự nhiên đem nói chị Hương. Ủa đó quan chi? Đi vô phở nha các bạn. Phở hoa xoan. Mỗi lần đến là phải để nhắc địa chỉ này kia cho các bạn nhớ. Chứ thôi không nhớ. 12111 BE nha, đường Rockhurst nha. Nhớ là giờ mở cửa là thứ tư là đóng. Còn tất cả mỗi tuần đều mở từ 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Đó, chỉ thứ tư là đóng nha. Nhưng mà thứ bảy là 9 giờ sáng, chủ nhật 9 giờ sáng mở cửa. Mà thứ bảy thì 7 giờ tối đóng, chủ nhật thì 6 giờ tối đóng. Bỏ ra rồi. Chủ con này không có thịt. Dạ, cái này là bánh phở nước hoa. Đây đây đây. Nè, có cá không có thịt nè không? Phở với nước không à, không có thịt. Không hạt của em. Cái này là đặc biệt không hạt. Đây. Không hạt. Đặc biệt bao nhiêu? Trời ơi, ba vừa ăn phở vừa có đắp bánh cả. Đây tiết cục gà nè. À, tiết gà của má. Hành dặm. Ủa cái đũa mày ở đâu ta? Không có đũa. Không có đũa. Cái này cái gì đây? Chiu quá. Ba kêu hả? Không quá trò. Ồ, đã vậy. Có được ăn không? Quái đản. Chảy nước miếng luôn. Có đũa rồi. Ngon quá ha. Cảm ơn. Hỏi nè, nó ngon quá ha. Thơm quá. Đi trộn cho con với. Hành dặm này hả, không bỏ ít ớt vậy đó hả? Ngoài này bỏ thêm cũng được. À, ok, được rồi con. Đây. Nói miệng kia. Mời má, mời cả nhà, mời các bạn. Mời má, mời má bé, mời con luôn. Rồi ăn nhé. Rồi ăn thôi. Sạch sẽ. Bên này thì sao? Hết rồi. Sạch sẽ. Con kết nó không ăn hành mà nó ăn cái này. Ai cũng thắc mắc cái đó. Ủa, sao hành ngon nó không ăn mà nó lại ăn hành tây. Chỉ ăn hành tây với phở thôi. Ăn phở với hành tây thôi. Chính xác. Ngoại vẫn đang ăn. Lê Quang ăn hết cái này. Tèn. Lê Quang. Ngon không? Ngon. Quá ngon. Ăn một miếng bánh kẹp. Phải ăn một cái bánh cam này. Xuống cơm được mừng muốn chết luôn. Thôi ăn ít lại. Ăn ít là nó xuống à. Ăn nhiều nữa lên. Còn này nữa nè. Có một cái Facebook mà lâu rồi, có nhắn tin cho Tám lâu rồi. Bây giờ tự nhiên cái nhắn lại. Mà nói gì sao không? Nó là nhờ mẹ mua đồ giùm, gửi tiền cho mẹ. Bố mẹ mua đồ giùm con một cái ông bác nào ở gần khu vực họ. Không biết có gạt mình không ta? Chắc không đâu ha. Mình đang suy nghĩ vân vân, không có dám trả lời. Tại giờ Facebook sợ lắm. Ai mà nhắn tin mình mà tiền bạc bạc thì mình sợ. Không biết là có hay không. Mua đồ giùm người ta gửi cho mẹ hả? Người ta gửi tiền cho mẹ. Dĩ nhiên người ta gửi tiền cho mẹ là dĩ nhiên là đâu có.
nhưng mà mẹ không có được cho bất kỳ cái thông tin nào mà hơn cái có thể gửi tiền. Ừ, đúng rồi. Ừ, để thôi mình thử mình cứ trả lời đi ha. Ví dụ như gửi tiền cho mình bằng cách nào? Nói là mình gửi tiền cho mình xong mình đi mua cái đồ đó rồi đem tới nhà đem tới nhà của cái bác đó cho cái bác đó ăn. Nhìn thấy cũng tội đó, nhưng mà bây giờ đang vân vân không biết có nên không, tại vì Facebook sợ lắm, nhiều lúc người ta hack người ta làm cái gì đâu có biết ha. Sao các bạn có ai có mùa hả? Các bạn có ai có ai mà có cái trường hợp giống như Tám không, nói cho Tám biết trước khi Tám trả lời cái inbox này, trước khi Tám trả lời thì bây giờ Tám sẽ hỏi các bạn có ai giống Tám không, đúng rồi, người ta sẽ nhờ mình, người ta sẽ gửi tiền cho mình để nhờ mình mua đồ cho một cái người nào đó thực sự là rất là xa lạ nha, không có quen không có bạn bè gì hết á. Chỉ hình như trên Facebook chỉ có thấy cuộc lịch sử của cuộc nhắn tin thì đấy, có nhắn một lần về một cái vấn đề đó chứ cũng không có gì quan trọng. Thì các bạn có gì góp ý cho Tám coi là mình có nên giúp người ta như vậy được hay không đó, chứ nhiều lúc mình giúp và lỡ có cái gì sao thì đó, cái này là có giống như là giúp á, giúp người ta đó. Thì bây giờ Tám chờ thông tin của các bạn, nếu mà ok thì Tám sẽ trả lời cái tin nhắn đó. Thì cũng xin lỗi cái người là ăn đã nhắn tin cho Tám, thì đợi Tám đi, Tám check lại một cái an toàn thì Tám sẽ trả lời cho bạn và Tám sẽ sẵn sàng giúp bạn nha. Trời ơi, như tiểu thư quyền quý vậy. Má lấy nó không, má ăn đợi cho má. Má, đội đẹp má. Để con cầm cho. Để đó đi. Rồi mặc áo không? Thôi khỏi lên xe mở mặt ra. Rồi đi đây. Điện thoa, dạ. Lấy cái bánh càng ăn. Buồn thế hả? Buồn. Đi mất. Buồn. Nữ hoàng Elizabeth hả? Nữ hoàng Anh. Ủa nữ hoàng em. Nữ hoàng em, má là nữ hoàng em. Nì quân của ai nì dầu tua son. Mới gọi A Muối rồi. A Muối kêu A Muối Muối hát một bài. Cái Muối nói ok. Muối ok rồi, Muối sẽ hát bài. Cái gì? Nó ánh trăng nói hộ lòng tôi, ánh trăng nói hộ lòng tôi, hát cho theo lời yêu cầu của bên két. A Muối nhận lời rồi các bạn, bây giờ mình bỏ hình của A Muối vô poster luôn cho vui. Trời, em xin lỗi A Muối nha, tự nhiên em không có nhớ ra luôn á, không có nhớ ra luôn, tại vì nghĩ là A Muối xa quá rồi, A Muối không có xuống rồi, Muối lu bu rồi kêu Muối hát lu bu, Muối tội nghiệp Muối không, mình nghĩ gì, mình không có nghĩ là sẽ có A Muối, nhưng mà kêu cái A Muối ok liền. Má ơi, trả má nón nữ hoàng em nè. Thì bây giờ là cái poster là có A Muối, có mặt A Muối nè. Má nó quật chị à. Má nhớ coi nha má. Má nhớ coi chương trình live stream của con nha má. Hỏi đâu? Trong YouTube á. Má biết mở không?
tức bà Tám Cầm Thơ đó má. Mà đại chứ không được. Ủa đại được á, biết mở chứ mở đại nó trúng đâu. Má không biết mở. Vậy mình trước khi mình lên YouTube này về mở cho má chạy đi. Con hát nặng quá vậy kìa. Nó hát nhẹ nhàng, con hát cái gì quái gì dầu tua sớm. Nói lên tiếng tao năm tiếng tay. Thôi clip đã quá dài. Quá clip đã. Quay rồi. Clip sao má? Quá dài. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc nha. Hẹn các bạn vào clip sau. Tối mai nữa. Tối mai chúng ta sẽ livestream gặp nhau nha. Nhớ vô ủng hộ. Cái bằng ủng hộ gì ta? Nhiệt tình bạo lực lên. Ủng hộ bạo lực lên, nhiệt tình lên cho bà Tám nha. Một lâu lâu có một chương trình ca nhạc đặc biệt như thế, tại sao lại không ủng hộ cho bà Tám chứ? Hãy ủng hộ và chúc các bạn vui khỏe và bình an. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.